Từ cái năm tôi còn bé xíu, từ cái năm mà 2008, năm đấy thì tôi đang bắt đầu thi vào năm lớp 10. Và năm đấy lũ rất là to, thậm chí là ngập lụt. Thì từ năm 2008 đến năm 2024 là 14 năm, 16 năm, 16 năm, 16 năm thì ở miền Bắc và ở Lục Ngạn đã quay trở lại cái đợt mà mưa lũ ác như thế này. Tôi cứ nghĩ là trên cái cuộc đời này chắc là năm 2008 là năm kỷ lục nhất, bởi vì năm đấy cũng mất rất là nhiều người. Có một bạn sinh viên tôi còn nhớ, à không, có một bạn học sinh cấp 3 đi học về thấy có một bé rớt xuống và nhảy xuống cứu, là cứu xong được người thì bạn ấy cũng bị chết. Năm nay thì nói thật với mọi người là nhìn cái dòng nước lũ như này tôi cũng không dám đi qua, tôi chỉ dám đứng đây quay cho mọi người thôi, không phải là quay ở đây để than khổ, để kể về chuyện ngày xưa, mà quay ở đây là để ghi lại những cái kỷ niệm. Có một câu nói rằng tôi rất là tâm đắc, đó chính là bạn hãy thích quay cái gì thì quay, bạn thích chụp hình gì thì chụp, bạn thích đăng thì đăng, hay là giữ làm kỷ niệm cho cũng được. Nhưng dáng vẻ này, thời khắc này của 10 năm nữa thì dù bạn có tiền, bạn có rất nhiều tiền nhưng cũng không thể nào mua lại được cái khoảnh khắc như vậy. Vậy nên tôi đã đứng ở đây quay video này trong khoảng 8 phút. 8 phút này thì nếu mà nói dài thì nó cũng là dài, nhưng nếu nói ngắn thì nó cũng rất là rất ngắn so với cái trận lũ mà siêu bão Yagi này đã đi qua và để lại một tình yêu cảm lạnh cho toàn bộ miền Bắc chứ không phải riêng gì Lục Ngạn Bắc Giang. Và ở cái tình yêu cảm lạnh này thì tôi xin phép mọi người hãy lắng lại 8 phút thôi. Tôi chỉ quay video này trong 8 phút thôi. Lắng nghe những gì tôi nói, nếu như trùng cảm xúc với bạn thì bạn hãy để lại một comment ở phía dưới bình luận nhé. Còn nếu không trùng cảm xúc thì bạn hãy thả một tim cho video này. Cảm ơn bạn rất nhiều đã ghé qua video này của tôi. Video này của tôi thì không có mặt tôi vào đây. Video này của tôi thì chỉ quay cái cảnh mà nước lũ thôi. Năm nay thì đã mất mùa, các bạn biết Lục Ngạn này năm nay cũng mất mùa. Mất mùa gì thì chắc các bạn cũng biết. Và cuối năm nay thì các bạn biết đấy, như thế này thì chỉ có thể là một năm lại đói thôi. Lý do là nếu mà ở ruộng lúa ấy, thì cũng sẽ bị cuốn trôi, cây ngô cũng bị cuốn, hay là các cây hoa màu trồng ngắn ngày như đỗ này, đậu này, lạc này là hầu như là cũng xói hết. Đấy, ao cá nhà ai mà đang bị lũ cuốn vào ấy thì là sẽ cá bay đi hết, cá bơi đi hết, cũng không thể nào mà còn có cá để mà ăn nữa. Gà trên chuồng có khi là cũng sợ sập vào chuồng gà. Lợn thì trôi, nếu mà nhà nào mà đang ở chỗ vùng trũng có khi là lợn cũng còn bị trôi. Lũ to này thì kể cả trâu hay voi thì đứng ở chỗ này thì cũng không nào tránh khỏi. Đấy. Và tôi quay ở đoạn này thì tôi chọn quay ở đoạn này, không phải là quay ở một vị trí khác, mà đoạn này là nơi mà tạo ra nguồn nước cực kỳ dữ ở chỗ khu vực khe. Xa xa có mái nhà cái thì hầu như là đã mất liên lạc. Toàn bộ trước mặt mọi người đang nhìn thấy đây là cánh đồng, gọi là có ruộng lúa. Có ruộng lúa nha, toàn bộ mọi người đang nhìn thấy đây, trước mặt đây là có ruộng lúa. Nhưng mà dường như nó bị cuốn trôi hết rồi. Giống như là câu hát mây trôi cả bầu trời nắng, bây giờ chỉ còn mây đen keo đến tôi. Trước mặt mọi người đó chính là cái ruộng lúa, nhưng mà bây giờ không còn là ruộng lúa nữa. Đấy, nhắc đến đây thì cái lời nói của tôi nó rất là nghẹn ngào. Dường như là muốn muốn có thể ngăn được cái dòng nước này, nhưng tôi thực sự là tôi không thể ngăn nổi cái dòng nước này, bởi vì con nước này là quá dữ. Tình yêu mà bão Yagi để lại quá mạnh, quá nồng nhiệt, quá nồng cháy, không thể nào có thể hưởng được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bão đến ấy thì lại giúp chúng ta. Vì sao lại giúp? Bão cũng có cái hại là gây cho chúng ta mất mùa màng, thiệt hại về người và của. Nhưng cái lợi của bão ấy là nó mang từ nơi những vùng mà nhiệt thấp sang những vùng nhiệt cao để ổn định lại nhiệt ở trên trái đất. Đấy, mang nước mưa đến này ở nơi những vùng mà đang bị thiếu nước. Và quan trọng hơn, bão
lại còn có thể giúp chúng ta, những cái cơn lũ này chính là làm xói mòn đi những cái chất gọi là chất chúng ta ví dụ như là phun thuốc bảo vệ thực vật này, hay là bón những cái phân hóa học không tốt cho cây trồng hay là cho đất, thì qua cái mùa lũ này thì nó lại cuốn trôi đi hết, và nó lại tạo một lớp là lớp gì các bạn biết không, lớp phù sa mới về cho chúng ta, lại cuốn ở nơi khác đến với nơi chúng ta. Thì đó cũng là một vài cái ưu điểm của bão khi bão sinh ra đấy, và chính là cân bằng lại nhiệt trên trái đất. Cái này thì tôi phải nghĩ ra và có rất nhiều người cũng nói như vậy rồi đó. Và cái quan trọng thứ hai là lũ này về thì cũng có thể cuốn trôi rất nhiều những nơi khác có nguồn cá, và cuốn đến những nơi vùng thấp hơn để cho những người mà không có cá ăn. Cái này là sự thật. Tôi mỗi lần bão đến ở quê tôi ấy, ngoài việc là nó bị mất mùa cây trái ra, thì rất nhiều người đem lưới đi đánh cá, bắt được rất nhiều cá. Bởi vì khi nước lũ về ngập hết tất cả những cái ao cá, và cá từ trong đó thoát ra. Đấy, thế là những người mà vô tình tăng cá tự dưng lại bắt được rất rất nhiều cá, đủ các loại cá để bắt lên ở trong cái mùa mưa bão như thế này. Nhưng mà với con nước dữ như thế này thì ngày hôm nay thì chắc là không biết có cá không, thì tôi không rõ. Đây chính là một con đường mà đi sang cái nhà bên kia cả, nhưng mà tôi không thể đi sang đây được nữa, và tôi quay cái clip này lại. Clip này thì tôi thấy là tôi nói nó hơi vô tri và hơi không có gì đó là gọi là chủ đề ở đây cả. Tôi thì là một người mà xây kênh không giỏi, nên là tôi chỉ quay lại nói lại cái lời cảm nghĩ của mình thôi đấy. Có lời gì cảm nghĩ của tôi mà nó chưa được đúng với ý của các bạn, hay là cả nhà có đang nghe thấy tiếng gì và có nhìn thấy gì không ạ? Có chuyện là nước cũng chảy cuồn cuộn luôn, như đóng góp xây dựng ý kiến cho tôi. Chạy chạy quê không thể nghĩ rằng là đường về nhà là khó khăn đến mức này. Trời ơi, bước xuống đây thì thôi chắc là trôi mất xác luôn, không thể về được. Nhưng mà tôi thì tôi có thể nhìn thấy này, lũ sáng nay đang rất là mạnh, thậm chí bây giờ chiều nó chưa kịp rút đâu, không phải nghĩ nhiều. Dường như là lũ đang chảy từ trên các cội nguồn về. Lý do đây mà mình nghĩ rằng là ngày xưa còn dùng rừng phòng hộ ấy, và thì nó có rất nhiều clip này từ đây thì cũng gần hết nhiều rồi, có thể là rơi nước xuống rồi. Nhưng bây giờ là clip này tôi quay hơi tám phút toàn cây bạch đàn với lại cây keo, cây tán thấp, tại vì nó rất là mưa cái là bây giờ nó xối xả thẳng xuống luôn, và bây giờ hệ quả để lại là che lũ ngăn cách giữa các ngôi nhà lũ này là về nửa nhà mọi người ạ. Bảy táo này, hết ngày mùng 7 sang ngày mùng 8 quả này, táo thì gãy cành, bảy gốc lũ như thế này thì mất màu này, hoa lạc. Nói chung là chỗ tôi, cái đường vào nhà tôi lũ rất là to. Rồi các bạn biết đấy, đường vào nhà tôi là chả trái quê mà nên là tôi trên núi, hết. Không biết chỗ mọi người như thế nào. Đây là lũ rất là to, riêng ngoài chỗ mình thì hầu như là tôi đi làm ở bên ngoài, chắc là vụ vài mất mùa, xong rồi đến mùa này nữa tôi coi như là đói hẳn. Đói thật luôn đấy chứ không phải đói dài. Đấy, Tết năm nay thì chắc là cũng là bánh chưng không là tốt lắm rồi, chứ không cầu mong là bánh chưng nhân đậu xanh hay là bánh chưng nhân thịt gì nữa. Đấy, năm nay có bánh chưng không là ăn là tốt lắm. Bão lũ lịch sử. Video này chỉ muốn chia sẻ và giữ lại kỷ niệm của năm 2024 thôi. Chúc mọi người luôn thật sức khỏe, thành công.